Thưa quý vị, có một người lính đã dành gần như hết quãng thời gian tuổi trẻ của mình gắn bó với nơi biên cương hải đảo. Từ địa đầu Lũng Cú tới mũi Cà Mau, từ cực Tây Mường Nhé tới nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa. Sau mỗi chuyến đi đều có những ngôi trường được xây, những con đường được mở, những chương trình thiện nguyện thiết thực dành cho đồng bào bản địa. Đó là nhà báo Thượng úy Hoàng Trường Giang, báo Quân đội Nhân dân, người vừa mới được trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2015. Hành trình của anh là dấu gạch nối với thế hệ cha anh, để tình yêu đất nước là một mạch nguồn không bao giờ ngừng chảy. Mặc dù là người sinh ra lớn lên ở vùng cao, nhưng mà mỗi một lần quay trở lại vùng cao biên giới thì tôi như gặp chính tuổi thơ của mình. Cũng lớn lên, cũng học hành và cũng trải qua những cái vất vả như thế. Và cái trách nhiệm đấy, rồi là cái tình cảm đấy nó thôi thúc để khiến mình là quyết tâm làm những cái việc có ý nghĩa đối với vùng cao, nhất là trẻ em. Tôi cũng không thống kê bao giờ cả rằng mình đã đi làm bao nhiêu công trình cả. Nhưng mà đối với các điểm trường hoặc các nhà bán trú, các cái nhà ăn, các công trình ở vùng cao, dân tộc thiểu số thì đến nay thì chắc là cũng khoảng hơn 10 cái điểm trường. Năm 2003, khi tôi tổ chức quyên góp vận động xây dựng một điểm trường ở bản Lả Nhì Thàng, xã Xì Lò Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bàn giao xong thì khi mà gần Tết, thì thời điểm đó là miền Bắc xảy ra một cái đợt rét đậm rét hại rất là kéo dài. Và tôi nhận được cái cuộc điện thoại của cô hiệu trưởng vừa nói vừa khóc. Cô ấy nói rằng là cái ngôi trường này nó được dựng lên rất đúng thời điểm. Nhờ cái phòng học được xây lên, cái điểm trường mới được khang trang và vững chắc hơn, thì cái mùa đông năm đấy là các cháu có một cái nơi rất là ấm áp để học hành cũng như là để trú ngụ. Chúng tôi là những nhà báo, những người chiến sĩ cầm bút, thì chúng tôi thực hiện cái trách nhiệm của mình là cầu nối và kết nối giữa cái người đem cho và người để nhận, và làm thế nào đó để cả việc cho và việc nhận đều diễn ra tốt đẹp và trọn vẹn, để cả hai bên đều cảm thấy thoải mái, cả hai bên đều cảm thấy là xứng đáng với cái niềm tin mà của mình đã bỏ ra.